vậy? Đi trộm xe. Xe gì chủ có bán rồi, chủ gì? Chủ gì? Mua lại chứ. Ờ, ở bụi. Tao nói bán xe rồi. Mày như con lặn lầu vậy á. Con. Bây giờ có nè. Trời ơi, bụi văng tùm lum mày ơi, nó bán xe rồi mà đâu xe ở đâu. Ồ, nước lã có tiêu nữa nè. Ghê vậy? Ừ, nó vụ áo có tiêu luôn. Dơ áo luôn à. Đi. Cái gì? Tôi giận gì quá trời ơi. Tao nói tao bán thiệt rồi. Đi. Nãy giờ mày gắn còn chưa tin hả? Trời à. Mua lại. Bây giờ chỉ cách mua. Mua lại đi con. Giờ mua lại tôi giờ tốn 500. Để tao điện ổng coi giờ mua lại nhiêu à. Anh hay quá, ai anh cũng điện được hết á. Vậy? Chú Tạch anh cũng điện được mà. Ừ. Nói ngon ba anh cũng điện được mà. Nói chứ giờ chú bán thiệt rồi, xe con giờ chú bán thiệt rồi. Giờ thì nghe chú nói mình cứ vũ hoài. Bây giờ muốn lấy lại xe thì lên rảnh mua lại. Kiểu như mình mới bán ra mua lại có mất tiền 2 xị à. Không nhiều. Cho cái màn con này mất 2 xị thôi. Vậy con chịu mua lại không? Không hay thôi bỏ xe luôn. Quá rẻ. Chú con mua thì giờ bà chú đi mua đi. Tôi mất 2 xị đi đi. Ủa tao con mày thì mày chịu chứ tao nhân liên quan gì đâu. Mất xe. Ờ có tiền nè. Con cứ cầm tiền đây nè. Tiền đó. Đó tiền con chút vẫn còn cầm. Giờ con chịu lấy xe thì lấy. Con mấy lấy tiền nè. Chú đưa tiền nè. Nó đã rồi mày. Nắng tươi ha. Ủa nắng tươi ha. Sao? Con giả cái hành sự con cũng có lấy tiền chú đâu. Lấy tiền bữa nay chú lấy tiền con. Tiền làm gì lấy bữa nay. Giả hành sự làm lấy tiền tao. Tiền gì? Con có phạt chú gì đâu. Thì phạt là mình được phạt mày tao. Sao lại gì phạt? Nếu mày không phạt tao thôi. Mà mình làm gì đâu phạt. Ừ. Giờ lấy giờ đi mua lại lẻ để ngày qua tới ngày mai nó lên 5 xị á. Ừ. Giờ mua giờ 2 xị quá. Bây giờ bán ra 1.6 triệu mua lại mất 2 xị. Tiền giấy tờ của ông ta nữa. Tám. Sao? Nó bây giờ bao nhiêu? Tiền giờ 200 nó được thì được bỏ ra rồi để đấy đi mua xe. Đi mua xe thì ngược trở lại. Báo không à. Trời ơi bụi rồi. Quần. Quần gì? Quần gì? Nếu mà dán chịu. Còn 200 mấy hả? Nhưng nghe nói 200 mấy lận. Chục xe 200 mà bán xe mua lại 200 mấy lận. 245.000. Sao bán 200 luôn lấy tiền cái 200 mấy hả? Trời ơi 200 tao nghĩ quen với tao rồi. Hồi nãy móc ra 250 triệu chắc chắc 50 luôn chạy án luôn à. Nè cầm đi, ăn giọng gì ăn đi. Ăn gì lấy xe cho mày ăn gì. Lấy xe đem về cho mày chứ ăn giọng gì. Đi rẻ đi, mệt quá trời. Lấy xe về thôi chứ làm gì đâu mà. Rồi đi. Ừ. Đi. Số trực tiếp. Có được cái này với cô. Đâu mà làm giống Dượng nữa coi. Bó. 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 Đi đi. Trời ơi. Ông anh đâu rồi, có lên tao nói một tiếng. Có đạp giò lấy 200 ngàn nó bỏ túi luôn không? Khủng mày giỡn mày chi. Giờ chơi mình tròn phải tròn vậy mới đẳng cấp đúng không? Tròn xong mình đi con. Chơi, đi lấy rồi mua lại thôi. Đấy, đi mua ấy. Đây, tao lưng đi à. Mày đi không? Không, đi lấy tấm ba đi, dục cái xe luôn á. Rồi, vậy tao lưng đi. Đi lẹ đi, rồi đi. Ừ, từ từ. Ok mọi người. À, Kiệt Chiên ơn chào mọi người nha. À, bây giờ hai anh mình nãy giờ đã tròn nó tới gáo rồi. Lấy được 2 xị giờ. Giờ hai anh mình cũng đang đói bụng nữa. Giờ xe, chiếc xe mình gửi quán nước mía mọi người. Chiếc xe của Nghĩa gửi quán nước mía. Giờ sẵn lấy 2 xị ghé đây không? Ghé ăn phở luôn. Bây giờ ghé đây ăn phở luôn. Ê, vậy hồi về cái gì có cái gì ăn ủi cho nó miếng mày. Ăn ủi gì mình lấy được 2 xị rồi mà giờ mình đi ăn phở thì hồi cho nó miếng nước béo hả? Ừ. Mua cho ly mua cho miếng mía đi mày, mua cho nó miếng ăn ủi nó chút. Nói chung là xe Kiệt của Nghĩa mình để dưới quán nước mía nha mọi người. Giờ anh em vô ăn phở được 200 rồi đi ăn phở sung sướng cái coi. Cái này là kiểu như tròn nhẹ nhẹ thôi nha mọi người, đừng có nói tụi tôi ăn trên nỗi đau của thằng Kiệt rồi này ở Nghĩa rồi này kia nha mọi người. Trời ơi tròn mà phải chịu rồi chứ sao. Bố, nghề này là phải buộc, nghề YouTube là phải buộc rồi. Quá sức trận này mọi người. Quá sức trận này. Giờ hai mình đi ăn. Gần hết rồi. Rồi. Hả? Gì? Hết gần rồi. Mai nó biết là sao mày? Gì? Mai nó biết là sao? Mai nó biết cãi nó. Gì? Nó biết cãi nó nhưng mình làm gì mình không? Đòi lại sao? Chửi sao? Hả? Chửi nghe chứ giờ sao vậy? Mà cũng ăn rồi. Dạ ăn rồi. Hai nãy biết bảo 5 xị luôn được rồi. 5 xị nó không có tiền. Tao biết nó còn 200 mấy mà. Đúng không? Ừ. Bảo 5 xị quá nó rất hột. Bây giờ mình đừng đem xe về cho nó. Sao không đem xe đi để tiền đi luôn hả? Ừ. Tiền cũng lấy được rồi, nó có nhiêu đâu. Tiền của tao không chứ có ai. Trời đất gì vậy? Ừ.
rồi đem trả xe nó lấy 2 xị được rồi, mày tính tròn bán xe thiệt luôn hay gì? Ừ, tính tròn nó mai tròn nó cắt. Ăn xong giờ về nha mọi người. Tiền chỗ này dễ kiếm quá lực. Nói vài câu cái lụm 2 xị. Bé ru. Dạ anh em mình đi về nha mọi người. Về bỏ xe luôn hả? Về lấy xe. Về lấy xe trả cho Nghĩa. Ừ. Bác Nghĩa. Về uống mía nó mới no. Ừ. Đã. Còn cái này mới có con xị mà. Ừ. Chứ được nữa đúng không? Giờ đi rút đi trà sữa nước mía gì nữa giờ đủ phơi luôn. Chắc không nổi quá. Không muốn ói à, quất tô không có đâu ở đặc biệt. Ghé mua trà sữa luôn nha mọi người. Gì? Ăn không nổi nữa chứ toàn nổi con rắn rồi ăn rồi à. Bò viên à. Để con tô hủ tiếu, tô em mà tô phở quá hớp mà. Vậy chửi nữa. Bán cho mấy ly trà sữa à? Bán vậy. Dạ bán. Vậy. Dạ bán. Ừ. Bà bạn nha mọi người. Bạn luôn hả? Bạn. Trà sữa nhiêu ly anh? 20. 20 lấy ba bóng. Ba ly trà sữa. Ba quả. À, gì thái không thái đi thái ơi tiền của tao sẽ đã nào không được á. Ừ, nào không được á, nào không ăn á, nào mắc mắc á. À, ôi đâu lấy xe Nghĩa mình gửi đó nha mọi người. Ê nhìn xe Nghĩa vậy, trong kia xe Nghĩa nữa kìa, bảy xe đó của tao không có đây vô lấy xe đó, cho kìa vô lấy xe đúng rồi. Lấy kìa nha Quyến ơi. Ê Quyến. Thằng bánh bao. Thằng hành sự. Kiệt ơi, tao phát hiện ra một điều. Đồng đội của Nghĩa. Bánh bao. Gì? Hành sự. Bánh bao. Nó đứng rồi, làm gì, làm ly trà sữa nữa. Xỉa lông vừa mọi người. Xỉa lông què nó ngủ. Không cần nhiều. Phè nó ngủ luôn chứ. Kiếm tiền dễ quá, mấy câu cái 2 xịt ha. Vài câu cái được 2 trời 2 xịt. Ừ. Rồi giờ tới nhà mình quay tiếp mọi người coi nha. Đã được bánh bao đây. Đi. Hình sự mọi người. Hình sự đó, nó giả danh đó. Rồi giờ anh em về nhà quay tiếp mọi người coi nha. Xe về. Quá no. Nè, uống cái sữa đi, uống cái sữa nè. Ừ, mua đi sữa nè. Thôi, mua cho nó tốt vậy hả? Mời làm trưởng. Ừ. Hả? Nói tiền bạc quá. Mấy tiền bạc này dễ kiếm không? Ừ. À, nói mấy câu cái được 2 xì. Ở đâu chị lý do ấy? Vậy? Nó long lệch quá trời luôn á. Nói mấy câu được 2 xì. Chứ đâu, có lần tỷ hay là gì? Thằng ấy xe đó, thằng bán mua xe em đó. Nó mua vài câu cái mua vô nó vài câu cái vòng bán nó mất 2 xị. Ừ. Dễ dễ kiếm tiền không? Uống chút rồi. Rồi. Rồi giờ nói chung mình no trứng rồi mọi người. No quá nào. Giờ cũng 2 xị của Nghĩa mình mua rồi mình ăn rồi mình no rồi. Nè nè nghĩa. À thịt bò dính trong cái răng để dính ra cho coi nè. Ngon quá. Nó lấy về nó có nói gì không? À, nói gì đâu, thì tính tiền ra 60.000 với 2 chai nước, 80 nữa là về. Con không chơi vậy nó nha. Vậy? Không có chơi gì nữa. Ê, tính ra mình nói vậy mà nó chưa phát hiện ra gì luôn mày. Ừ, coi như cho qua xe luôn. Ngon không em? Thơm không? Thơm không? Gì? Sữa ngon mày, thơm mùi nhang rồi ừ. Mày. Để tao thử cái mùi nhang không? Ê nghe nghe, cầm rút xuống anh này hả? Cầm rút cái bịch á, cái bịch sau. Ừ. Để anh thử coi có mùi nhen không. Rồi nói chung là hôm nay anh em mình đã dụ được thằng Nghĩa. Lấy được 2 xị đi ăn phở. Hình sự nãy nè mọi người. Thấy tôi nhát quá. Sao vậy? Tôi sẽ bị bắt. Mày có làm gì đâu vậy á? Quý này không. Thôi nói chứ rồi giờ. No quá no rồi giờ. Giờ anh em mình nghỉ đi mẹ. Chắc phải kết thúc video đây rồi. Ừ, chứ dạ vụ lấy được 2 xị rồi, quay gì nữa. Anh em mình vụ Nghĩa lấy được 2 xị, mua nước, mua trà sữa với ăn phở, nãy giờ ừ. Quay lại cho người coi nãy giờ rồi. Tiền của nó thì nó cũng có uống rồi, nó đâu trách gì được mình. Nghĩa nó cũng uống rồi, nhau, ừ. Nó không có trách gì. Đâu trách gì được mình. Được mình đó. Nó chỉ Nghĩa với trời.
hai sĩ gì vậy? Hai sĩ Dũng nghĩa là hai sĩ gì vậy? Là có nghĩa là hai sĩ. Có nghĩa là hồi nãy thằng Kiệt chú nói là mua lại 200 ngàn gì đó, có mấy đứa chú 200. Thì đó 200 con nhà mua trà sữa. Thì 200 mua trà sữa với ăn phở nãy giờ rồi. Thầy nói mua lại về 200 ngàn. Vậy? Ừ. Nhưng mà kia nó không lấy. Ừ, kia nó không lấy tiền. Trả là con. Trả gì? Rồi nè, mua đồ ăn rồi nè. Mua đồ hết rồi đó. Thì ba chai này ly này với con đãi mấy người đó đâu rồi chạy còn tiền như thằng trả là con. Hai thằng ăn phở hết anh xị. Mua ba chai này 6 chuột. Đổ xăng 4 chuột. Chẳng 2 chịt. Còn cái mẹ ăn rồi mày ăn luôn đi. Mày nào? Mày hổn hả? Mày má giờ má ai hả? Mày uống trà sữa mày chửi hả? Mày có uống rồi giờ mày trách móc vậy? Đi hết đi đất nước Việt Nam mày có ly trà sữa nó 200 ngàn không? Rẻ đó em. Có mấy tô phở nữa. Ừ. Lên ăn dùm rồi. Cha nha đam lon guca nữa. Tối lên áo. Trời ơi. Hai ngày nay ở đây nè, không bằng được gì á. Mà giờ bị gạt đi 300 ngàn nữa. Tô đi. Về mãi. Chuột. Hai chai nước. Nữa là 5 chuột là 1 xị, 2 thằng 1 xị và 3 ly này 6 chuột nữa. 164 4 chuột xăng. Trời ơi. Tới nghèo. Ông trời nó càng quá không? Trời ơi. Quá hồi nãy êm. Quá êm. Hồi nãy tính tiền có 1000 lẻ em đo luôn. Quá êm, quá êm. Cay. Uống trà sữa ngon không? Thế là tôi cũng trả thù à. Đợi đi. Uống trà sữa thơm không? Thơm. Thơm. Ừ. Nhiên. Đắc cục. Ngon không? Nằm dưới sân không à, em bắt bùng nữa. À giờ không thấy thấy mà tao thấy qua giờ mà thấy mày vui nó lại nè. Ừ. Giờ mà, giờ mày hào hứng rồi rồi. Mặt con nhìn qua như hơi địch vậy. Giờ cũng bị trang này chứ gì đâu á. Ê không đi tù thấy khỏe không? Mốt coi chừng đi tù à. Trước sao không đi à? Không đi rồi con. Đợi đi. Coi chừng không chừng mốt công an bắt mày thiệt á. Ăn bở đi. Chịu nên trúng thực chết rồi rồi đó kia tôi đuôi rồi. Cũng vô duyên rồi mẹ, nó cũng còn vô duyên rồi mẹ ơi. Ờ, nói chung là anh em mình già no quá mọi người, chắc anh em mình kết thúc clip đây quá. Dám chia đây đây bỏ đầu trở luôn chứ thằng nào đâu tôi. Quán nước mía em. Quán nước mía. Nói chứ cái xe mày tao giấu cả nó chứ đâu có ai đâu. Tiền nó cũng tao. Tiền tươi tiền túi bỏ ra mà. Tiền tươi của tao bỏ ra 1.6 á. Ăn đi. Rồi lấy của mày 2 xị để mua trà sữa với ăn phở chơi. Ăn đi. Dâu dâu hủ dân nhẹ vậy mà. Ăn xấu mặt tôi lòi mặt ông ra. Ăn đi. Nghĩa. Giận ông luôn rồi. Đầu em còn yếu lắm Nghĩa ơi, hình sự hả? Ê, thấy thấy tác hại cái clip mà trò hình sự cái đi nó bẻ ra bao cái clip nó ác không? Chơi cái này ác không? Giờ ác chưa? Ê, ê thấy con thì trả thù này. Thấy, tao giái nó nghĩ tưởng là nó giả cái gì nữa. Ừ. Mình để mình đăng để cuối mình đăng lần luôn lên một lần một lượt vậy đó cho mọi người coi cho đã. Làm nguyên cái story á. 200 mấy chục ngàn lấy ngày mai. Trời ơi, hồi nãy nó còn 200 đó ra còn 4 mấy ngàn không lấy luôn. Ráo luôn được quá. Ừ. Anh nói ba sĩ. Ba sĩ ừ. Có gì bù. Bù vô cho là lấy hết của nó luôn. Ráng đi, ăn cái đầu bên cổ. Là nãy có bồ viên ăn nữa rồi đúng không? Nãy mua bồ viên gà ráng rồi ăn được rồi. Thôi đừng đi ăn cái đó. Thôi ok mọi người, nói chung là nãy giờ mình làm clip thì mọi người cũng thấy đó. No quá no rồi. Thì chúc mừng con đã bị công an bắt. Ủa công an không? Ai cho mượn muốn làm? Lấy ai? Rồi xong luôn rồi. Cho bỏ ghét gì vậy. Rồi anh em mình xin kết thúc video đây nha mọi người. Ok mọi người. Thấy nó cũng tội nghiệp quá mà nó cũng buồn rầu hết mọi người. Nay làm cho nó vui làm, bữa. Làm cho mình làm những cái series này cũng nó cũng 2-3 tập rồi tại vì nó nhiều làm 2-3 tập xong rồi mình đăng lượt lên luôn. Đó. Cái khôn lòi ra cái lú. Để giờ nó buồn hoài nó tinh thần nó nó như mình cũng bớt tinh thần quá nhiều khi nó mát luôn chừng nó mất thiệt luôn chừng á chứ nó dạ nó có giả đâu. Qua nay đầu óc con có tỉnh táo không? Ý nói là mày có thoáng chưa bị kiểu như bị khủng bố tinh thần không? Qua đây muốn ngồi xe lăn nó đóng rồi á. Gì ngồi xe lăn cái động như dây não á. Rồi thôi ok, bữa nào quyết định là nói cho Nghĩa để thôi mình cho nó hoài cũng tội nghiệp nó mọi người. Vậy mọi người nói sao mà mình ăn hiếp nó, tối ngày ăn hiếp nó hoài. Ừ. Bởi vì nói ra mà nó vui cũng nói ra mất 200 ngàn. Thế là vậy chứ, mày mất 2 xỉ là nhẹ, cái tội nhẹ, đúng nhẹ luôn á. Ủa? Người bức mình khó chịu. Nãy mày làm gác đó mày ơi, đủ thừa hoài. Rồi thôi, anh em mình xin kết thúc video đây, hẹn mọi gặp lại clip sau. Okay. Ngày mai mình sẽ làm clip con Nghĩa mới, clip mới nha mọi người. Ok mọi người. Mọi người thấy hay thì cho mình một like, một subscribe và một share. Bực mình đi. Bên trái mày. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Bye bye. Mát bye mọi người các bạn. Mặt hơi địch. Bye ai. Bye bye. Vậy bữa tôi gõ lại mọi người. Mày gỡ rồi tôi phải chặt, nhất định phải chặt. Tao mong mày gỡ rồi tao ra clip nữa. Rồi xong tao đi sửa tao luôn. Bỏ
Tao mong mày ra clip nữa. Rồi ok mọi người, bye nha mọi người.